Cái phẩm mà tương ân trưởng lão qua cái xá này quý vị biết không, là okay, tôi là quý vị biết là trong đó những vị thánh tăng nhiều lắm nha. Đáng lẽ ra là tôi không có, tôi lướt qua cái phần nam. Ủa chưa đến giờ hả? Ủa tôi vô tôi làm liền vậy? Ồ xin lỗi nha, thôi cho nghỉ một phút đi. Quý vị đã có ăn gì chưa, giải quyết sinh tử chưa? Người là hết rồi phải không? Đi cũng rồi hết trơn á, một có cái còn cái chưa tu thôi. Ở trong cái phẩm đó tôi nhắc cái này quý vị, nó có sự trùng hợp ở trong trong cái bát tương ưng kinh này, cái phẩm mà quả vị xá này nè, là quý vị mà có học kinh Đăng Nghiêm á, thì quý vị biết rằng là nó có một cái đoạn mà nói về sắc á, thì trong cái phẩm kinh đó nè, ngài A Nan xác nhận thế này: chính vì điên đảo tưởng tâm ông bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy đến tham dục, nhìn các cảnh vô thường khổ đau không phải là những gì ngã, dập tắt tham dục chứ để trái dài, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh. Tu tâm bất tịnh là tu bất tịnh quán. Trong cái đoạn kinh là trong tương ưng kinh đó, mà ngài A Nan nói như vậy, có nghĩa là tôi nói tôi không có dạy về Tăng Chi Kinh cho lớp mình, nhưng mà tôi có đọc trong Tăng Chi Kinh đó, mà định nghĩa cái chỗ mà Như Lai á, mà phẩm phẩm kinh Người Tối Thắng á, nào quý vị thấy cái ăn đức của Phật lớn lắm, rồi nói về cái chư Phật ba đời đều phải đi qua con đường đó. Mà lớp này không biết, nên quý vị tôi nói như vậy là quý vị phải cố gắng mà tự mình thắp đúc lên, mà đốt mình chứ đi đâu mà đi, làm chỉ biết mình đi đốt mình để soi đường cho mình đi, nói vậy vậy tự mình thắp lên, có nghĩa là phải mò trong kinh. Tôi nói như vậy cái phẩm Người Tối Thắng á là tôi giới thiệu hết rồi, về mới đọc không? Ở trong cái bản kinh nó cũng có cái từ, trong tương ân kinh nó cũng có cái từ là điên đảo tưởng, không? Mà cái từ mà được nhắc tới nhắc lui á là điên đảo tưởng, tức là điên đảo kiến á. Cho nên hôm nay mình học cái, tôi nói lược qua cái chỗ này chút. Thứ năm khéo nói tại Sapati, ngay 1, 2, 3, 4, đầy đủ 4 đức tánh này các tỳ kheo, nó được xem là thiền thuyết, không phải ác thuyết vô tội, không bị có người có chỉ trích. Thế nào là 4? Ở đây này các tỳ kheo nói lời thiền thuyết, không nói lời ác thiết, nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp, nói lời ái ngữ, không nói lời ác ngữ, nói lời chân ngữ, không nói lời phi chân ngữ. Đây là đủ 4 đức tính này nè các tỳ kheo. Lời nói tôi nói đừng có dở sách nữa, để nghe tôi đọc, tôi nhắc đi nhắc lại, đừng có dở sách nó ồn, hiểu không? Là tôi hỏi xong tôi đọc xong xuôi, tôi đọc đến đoạn này là không phải thiết vì tôi tự này là giới thứ mấy, giới thứ mấy kheo nói là giới thứ mấy, giới thứ mấy, giới thứ mấy hả? Bạn nào nói giới thứ tư giơ tay lên coi. Giới thứ tư đó, nhưng mà đoán mà chứ không có, bởi vì thường thường nó mấy mà giới thứ tư là đọc ngay coi. Tôi đọc đó tôi nhắc cho quý vị luôn đó, không nói dối về quan tâm thập tuổi chữ đúng không? Không nói là phiên luận đúng không? Không chăm thập đúng không? Không đâm về thấp thập về nhậu đúng không? Yes. Đó. Ở đó. Mình học kinh á là mục đích mình sửa mình. Tại tôi nói về giờ nãy tôi nhắc đi nhắc lại là mình sửa mình. Đừng có sách có mà đi sửa người khác. Mình chưa sửa mình được sao sửa người khác? Mà tại mình chưa sửa mình nên mình đi sửa người khác nên bị cái tâm gì nó nổi lên. Tâm gì?
Tâm gì? Đối phương nổi tâm gì? Yeah. Chưa chưa trong sạch mà chưa xách cái ái qua chưa đi sửa người khác thì đối phương nó nói ngon làm đi, nói tôi chị, đúng không? Ai mở dùm cái này lên cho tôi ra tôi ghi coi, đúng không? Bậc thiền Thế Tôn nói như vậy. Sau khi như vậy, bậc thiền thề đạo sư lại nói thêm: bậc thiền nhân dạy rằng, thứ nhất là thiền thiết, thứ hai là nói đúng pháp, chớ nói lời phi pháp, thứ ba là nói lời ái ngữ, chớ nói lời ác ngữ, thứ tư là nói lời chân thực, chớ nói lời phi chân. Bây giờ đúng không? Có nghĩa là hai cái pháp nó đối đãi. Hai pháp đối đãi có nghĩa sao? Mình bỏ cái xấu thì nó cái gì nó được? Dạ, để chúng nhớ cái đó nha không? Nhớ cái đó không? Có nghĩa là thiện và bất. Bất thiện. Mình bỏ bất thiện thì mình còn cái gì? Thiện. Thấy không? Mình bỏ cái ngu thì còn cái gì? Chưa chắc. À, nói bỏ cái ngu thành cái khôn, cái biết. Cái khôn thôi chứ anh chưa biết đâu. Khôn mà không khéo cũng mệt lắm, mà khéo mà không khôn cũng mệt lắm đó. Thầy không hiểu tôi nói vậy đó không? À, nhớ nha. Rồi Tôn giả Quá Ký Xá từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thường y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn, bạch Thế Tôn: Thế Tôn, hãy soi sáng cho con thiền thề. Hãy soi sáng cho con Thế Tôn. Này Quá Ký Xá, mong rằng ông được soi sáng. Rồi Tôn giả Quá Ký Xá trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ tán thán đích thán: ai nói lên lời gì, lời ấy không khổ mình, lại không làm hại người, lời ấy lời thiền thiết. Ai nói lời ái ngữ, lời ấy khiến hoan hỷ, lời nói không ác độc, lời ấy là ái ngữ. Các lời nói chân thật là lời nói bất tử. Như vậy thừa là thường pháp. Từ thuở thật ngàn xưa, bậc thiện nhân được xem an trú trên chân thực, trên nghĩa và trên pháp. Lời đồn là như vậy, lời Đức Phật nói lên đạt an ổn niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau. Thật lời nói tối thượng. Có nghĩa trong Như Lai có 8 cái Như Lai á. Như Lai nói như thế nào thì là sao nữa? Như ghi đi, Như Lai nói như thế nào là Như Lai làm y như vậy. Yes, đó là chư Phật ba đời đó. Một trong 8 cái nó tôi nói như vậy đó. Thấy không? Chứ đừng giống như mà mình mới tập tu nói một đường thì sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ghi nha. Cái chỗ mà cái chỗ này á, là quý vị phải nhớ này. Cái phẩm này nói về giới nhiều à, cái đoạn nói về giới mình nói về cái miệng của mình đó quý vị biết không? Để chúng nói như nè, mà tôi nhắc cái chỗ này nè. Giới á, mà quý vị muốn biết mà nó chuẩn á, là quý vị mới nhớ chi pháp. Thế nào là nó thuộc về phạm giới? Quý vị ghi cái ý đó, thế nào thuộc về phạm giới? Và thế nào nó không gọi là phạm giới? Giống như không? Ví dụ như một đứa, một người giữ, một người mà không giữ giới, không có nghĩa là phạm giới, không có nghĩa là không phạm giới. Vậy giống hiểu tôi nói vậy không? Ví dụ một đứa bé mới sinh ra nó đâu có giữ giới gì đâu, thấy không? Nhưng mà phạm giới không? Nhá nhá, bởi vì du không có sâu sắc cho nên là du có chừng đã du á. Dạ 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 dạ, du mới học được độ nho là cái như là giống như là cái như là cái câu nói là cái như là cái gì à, giống như là du mà nếu như mà du, tôi nói cái này du mà du chứng được quả du mới thấy cái đó, mới hiểu được cái ý ngay chỗ đó. Còn du không chứng đó là du không thấy. Ví dụ như con bò nó không sát sanh đi, đúng không? Con bò nó không sát sanh đi, nó kêu nó ăn cha, anh ăn cỏ, biết nó thành đạo không? Dạ, yeah. Hiểu không? Là du đem du nói sao? Du nói anh ăn chay mà nó ăn chay đó, hiểu không? Thì tôi nói cái đó, nó không có giữ giới nhưng mà nó phạm giới.
là cái nó là cái cũng như tôi nói, nó một cái tôi nói đơn giản như thế này, nói về cái tâm, tôi nói về khía cạnh tâm từ nữa. Có một anh chàng đó nói là con sinh ra ở vùng quê, con sống đến nay 80 tuổi rồi, con cũng không sát hại ai, con không làm phiền ai, đời sống của con nó như vậy mỗi ngày đến năm 80 tuổi, con cần gì tu, con tu cái tâm thôi. Quý vị nói đúng là sao? Dạ, hiểu chưa? Ông đâu có tâm từ gì đâu, ông đâu lo cho ai, ông lo cho ông không hả? Hiểu chưa? Hiểu không? Dạ. Coi chừng cái đó. Cho nên nó là tại sao mình khi mình đừng có nghĩ nó ô. Ví dụ như tôi nói xin lỗi chị, tôi nói chỗ này chị hỏi tôi mới nói. Nó con tu tâm. Ok. Tôi hỏi anh tu tâm, tu cái gì? Tâm gì? Dạ tu tâm. Dạ tu tâm. Tu tâm tu gì? Dạ tu tâm. Nó tâm là gì? Là tâm. Hiểu tôi thôi rồi đó. Dạ. Dạ. Nhiều lắm đó. Đức Phật gọi nó, cái người nó là cái gì? Vô gì? Vô minh. Dạ. Hiểu không? Cho nên đại chúng mình phải thấy pháp nó hai cái. Pháp tục đế, pháp chân đế. Mình phải thấy như vậy. Ở trong thế gian này nó tùy duyên, nó như vậy, nó đến nó đi, nó vô thường, nhưng mà phải hiểu nó như thế nào nó là vô thường. Cho nên cái thiện giới nó như vậy đâu, để chúng mình để ý nha, chứ đừng có nhiều. Cái mục đích là ví dụ như ý tôi nói là mình cố ý mình xa lìa những cái điều xấu để mình thu túc cái lục căn của mình. Mình cố ý mình xa lìa những điều xấu á, là mục đích nó là mình thu hút cái lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, để mình thu hút cái lục căn của mình, chứ không phải mình cấm nó. Hiểu biết không? Dù cần cấm nó bao nhiêu á, cỡ như dù có con chưa, hiểu không? Mà đúng cái tuổi mà gọi là overnight, đúng không? Yeah, tôi dùng cái từ rất là chuẩn xác đó. Dù kèm nó được không? Yes. Dù khổ hay dù vui? Yes. Hiểu hiểu nó nói vậy đó không? Dù nói nó cho đóng cửa cái rầm, thấy không? Tôi chuẩn bị đến ngày 18 tuổi tôi sẽ ra đi, 18 tuổi. Yeah. Đêm hôm nay 12 giờ đêm mà tôi 18 tuổi, tôi không còn dưới sự quản lý của Du nữa. Tôi đủ 18 tuổi đúng không? Yeah. Đau đớn không? Tôi ví dụ đâu quen biết gì đâu Du ngốc. Tôi giới thiệu thôi mà. Hiểu không? Có nghĩa là con trong cái xã hội nó build up một con người như vậy đó, mà đại chúng không thấy cái đó, đúng không? Cho nên nó là quý vị ghi tôi đọc cho ghi. Tôi đọc mình là lìa bỏ những vấn đề đi ra từ phiến luận. Và mình học cái phẩm mà thiện thiết đó nha, khéo nói đó. Số 1, lìa bỏ những vấn đề đi ra từ phiến luận. Lìa bỏ những lời ác ngữ, lìa bỏ lời nói bằng sân tâm và hại tâm. Hai là nói thuận pháp. Nói thuận pháp, quý vị hiểu từ thuận pháp không? Hiểu không? Pháp có mấy pháp, có đợt trước tôi dạy pháp có mấy hướng. Pháp thuận, pháp gì nữa? Pháp gì? Pháp nghịch. Rồi pháp gì nữa? Không có, đừng có nói cái đó. No, cái đó là mấy ông thằng nước mạng ông nói, nó là sai trong cái gốc của Đức Phật á. Pháp thuận, pháp nghịch, và pháp thuận nghịch và pháp nghịch thuận. Hiểu cái đó không? Ví dụ như pháp thuận nè, có nghĩa là bạn sinh ra là bạn lớn lên nó không có bệnh hoạn cái gì hết, là nó thuận hay nghịch đối với cái mạng, nó thuận đúng không ạ? Mà bạn sinh ra cái bạn đau ốm đến 12 tuổi hay 18 tuổi là nghịch hay thuận? Nghịch. Rồi ví dụ chẳng hạn trong, tôi nói từ 18 tuổi thôi nha, bạn sinh ra cái 10 năm đầu á là bạn thuận, là bạn không bị đau ốm, cái 8 năm sau của bạn bị bệnh, nó là cái gì? Thuận nghịch.
ở đầu cái đó bây giờ như tôi ấy tôi nói tôi lấy móc thời gian từ 1 đến 18 tuổi á, chứ còn ở trong lớp này là hoàn toàn là 19 20 không mà tôi không nói tới. Ok hiểu tôi nói không? Ok là bắt đầu mà sinh ra nhưng mà phát trí á là bắt đầu là một nãy tôi nói là thuận nghịch đúng không, thuận nghịch thuận nè là 1 đến 10 tuổi là ông bị bệnh, bắt đầu là từ 11 đến 18 tuổi là ông hết bệnh, hiểu chỗ đó không? Cho nên khi các anh các chị mà tu có được tâm định để có được tam minh lục thông á là mấy anh mới thấy pháp nó rất là rõ. Còn bây giờ mình nói mà mình không hành đó là có, nhưng mình phải cố gắng mình giữ giới, mình giữ giới để một cách kiêm cái lời nói này nè, mình vừa mở miệng ra mình nói mình có chánh niệm đó, mình không muốn nói lời phiến luận hay là mình không có nói lời đâm thọc, mình vừa mở cái miệng lên mình nói đó, là mình có đâm thọc á là tự nhiên cái tâm sân mình nó nổi lên liền, là mình có chánh niệm mình mới biết thôi. Mà quý vị biết không, tôi nói trước á, cỡ như tôi nhìn vô các mặt quý vị rồi tôi biết quý vị nói đến đâu luôn đó. Mà quý vị muốn biết tôi chỉ cho dễ lắm, ráng đọc kinh đi là phải biết đến đâu liền à, là mình tu đến đâu đó, hiểu không? Ví dụ mình thuộc giới đi mình biết liền à, cái người nó lời phiến luận hay là nó lời ác hay là nó lời hai chiều liền à, thấy không? Mình đọc năm giới á, cặc lít ra mày mới nói năm giới. Mà tôi nói quý vị nghe, mình chữa căn bệnh cho tất cả chúng sinh và mình chữa căn bệnh cho chính bản thân mình, nếu quý vị không có giữ giới không bao giờ chữa được đâu. Tôi nói ra đó nó không bao giờ, vì tất cả những lời nói ở thế gian chẳng qua là cái cầm bẫy để đưa mình đến khổ đau thôi, còn chỉ có lời nói giải thoát của chư Phật, phải không, mới đưa mình hết khổ đau. Hết khổ đau là hết gì dệt, hết phiền não nhá. Dù khổ đau là do phiền não mà do phiền não là do dù bị phiền não là do gì, do vô minh nhá, hiểu chưa? Nhá, cho nên nó một khi mà mình phiền não á, là mình hỏi nguyên nhân tại sao, cũng như mình hỏi là mình hiểu chưa, mình biết chưa, cái câu nói của người đó nó thật như thế nào, hay là kích mình hay chọc mình hay là thương mình hay là nói được. Tôi nói quý vị, nếu quý vị mà muốn tu mà không có phiền não á, luôn luôn giữ được bốn tâm. Tâm gì? Lắc đầu được. Bốn vô lượng tâm mà lắc đầu sao tu? Yes. Yeah. Hiểu không? Nuôi bốn cái tâm trong người của mình á, như máu và nước mắt và hơi thở của mình á, là quý vị sống an vui lắm. Đúng không? Nói gì ra cũng có tâm từ. Thương chúng sinh như mẹ hiền, thương con trẻ. Đúng không? Chứ đừng có nói mà thương chúng sinh mà giống như cái thở ban đầu lưu luyến ái ngàn năm hồ hệ có ai quên đâu. Nó thương khoảng 19 20 năm sau con lớn hồi xưa nó gặp nhau là muốn đục trong mặt không à. Hỏi sao vậy? Hết đầu. Hiểu không? Thì có nghĩa là mình phải thương chúng sinh nên mà hình thương dạy. Có nghĩa là mẹ lúc nào cũng thương con đó. Tâm từ, tâm bi thì sao? Quý vị hiểu được tâm bi không? Hả? Nói nghe coi, quý vị không có là quý vị không nói được. Mà có nhiều người có mà nói không được nữa kìa, nhiều lắm á. Có nhiều không có trơn nữa. Không nói ra được là có đâu có tâm bi. Không. Hiểu tâm bi sao không? Tôi nhắc quý vị á, cái từ ngữ nó rất là quan trọng. Cái chữ bi á nha. Mà tôi nhớ lâu quá rồi tôi nhớ mà. Okay. Nó hay lắm nha. Cái chữ nghĩa quý vị biết nó hay lắm. Quả mở lên chưa? À, bấm gì quên hè. Đây phải không? Đây phải không? Đây hả? Đây. Đây chứ? Ok. Tôi ngồi tôi viết rồi. Đứng lên ngồi xuống mệt quá. Quý vị thấy cái bộ dưới cuối cùng là bộ gì không? Dạ, ấy tôi muốn nói. Nó hay lắm. Mà khi quý vị mà có cái tâm á, là quý vị sẽ biết như thế nào. Ví dụ như hồi xưa tôi học á,
là tam điểm như tinh tượng, huỳnh cao tượng, nguyệt tà, thư mau tùng thử đắc, tố Phật giả cho tha. Là cái Phật hay là à, chúng sinh là ấy là đều do cái chỗ chữ tâm này. Yeah. Cho nên cái chữ tâm nó quan trọng lắm, mà mình phải hiểu tâm. Tâm nó mà tôi nói đi nói lại mà tại sao mà đại chúng không hiểu không? Tâm nó cái tâm mà đừng có nói chứ nhiều hết trơn á, mà quý vị có chánh niệm á, có niệm mà bình tĩnh giác á, nó có hai chữ thôi là để tôi nhớ cái chữ này thôi. À, con dê hả? Lâu quá quý vị không? Thiện. À, đúng không? Nếu như quý vị sống cái này nhiều nè, nhiều có nghĩa là một ngày 24 tiếng đúng không? Nhiều quá cái này nè, mà thiện nó mà có trí nữa đó, tuyệt vời không quý vị? Trí, đúng không? Thiện nó mà có trí nữa đó. Trí có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình, quý vị làm có việc nó đúng pháp hay không? Để chúng hiểu tôi thưa không? Là tuyệt vời. Còn nếu như mà bất thiện á, mà xen lẽ cái trí mà gọi là không có trí nữa đó, là nó mệt mỏi không? Tôi ví dụ một cái chuyện đơn giản thôi, nó sẽ đụng chạm. Mong rằng này chúng hiểu hiện. Tôi nói đây là tôi nói pháp để hành chứ không phải tôi nói mà để giảng, mà nói lời dễ nghe lọt lỗ tai lắm. Rồi trong xui rồi nó phiền não biết. Tôi nói thẳng, nếu như cái cục cất quái mà nằm trong lỗ tai nó ngứa là bắt buộc phải mo ra thôi à, chứ không có thể mà để trong đó mà mình đây mình cứ chịu trận. Thì mình học pháp cũng vậy, mà nó đụng đến cái tâm tự ái của mình á, mình mới mở được cái đúng cái sai của mình ra. Còn mình nuôi cái sai mình hoài á, nó khổ hay nó vui? Nhưng mà nó thích lắm, thích nuôi khổ lắm. Để chúng hiểu thôi, nó nhiều người thích nó cái đó nhiều lắm, là nuôi cái này nè. Ví dụ thế nào là bất thiện, thế nào là thiện? Ok. Ví dụ chẳng hạn giờ à, tôi nói một cái chuyện là không có con người nào mà nó chỉ có người mà phát cái nguyện đi lên đó là cái nào người ta cũng lia hết. Ví dụ như tôi nói là để ý quý vị có tôi nhắc cái chỗ này mà tại sao cái phước ở chỗ này nè. Khi quý vị học pháp á, là cái pháp tục đế, pháp chân đế, là pháp học, pháp hành. Mà cái pháp tục đế này á, là pháp chế định. Nhưng mà pháp chế định, ví dụ chẳng hạn như nó nôm na là ở xã hội đó là tự nhiên, khoa học hay là nhân văn. Nó tùy theo cái pháp mình thích, mình chọn cái ngành nghề đấy mình học, đúng không ạ? Ví dụ như là nhìn cái mặt của Diệu Hành là mình thấy thích về ẩm thực đi. Mà nhìn cái tướng của là cái ẩm thực là của Năm Màu Quanh. Có hiểu về ẩm thực không? Hiểu không? À, nhìn cô Diệu Liên là nói về ẩm thực là bánh, thấy không? Mà nghe là biết mùi thơm bánh rồi đó. Mà tôi nói quý vị, tôi kể cho quý vị nghe, mà nói bánh là tôi kể cho quý vị nghe một cái điều mà tôi đi không đành mà tôi ở không xong. Cái con người của mình cái lỗ mũi nó ghê gớm lắm á. Tôi qua pháp á mấy chị biết không? Mà tôi có một cái ghiền á, hồi nhỏ tôi có một cái ghiền, không biết tôi cho nên tôi nghĩ như một cái bình là sao không biết nữa. Mà sao là tôi bỏ được? Có nghe là tôi thích xe, mà cái xe mà chạy dầu nó chạy ngang qua xe Honda là có mùi không xe qua đó đó. Nó chạy ngang qua tôi đứng tôi hít à. Tôi nghe cái mùi tôi thích như vậy. Giá tại vì lúc mà tôi lớn lên nó là xin lỗi một cái làng có một chiếc xe không ra. Bởi vì hiểu tôi nói không? Cái mùi nó là nghe là nó lạ. Nó nghèo quá đi. Nên nó có một chiếc xe nghe mùi là muốn cái nữa. Nhưng tôi qua pháp á, tôi đến qua chợ thì Phật tử nó mời tôi đến chợ, tôi nghe mùi bánh. Nó thì Diệu Liên tôi nghe mùi bánh. Trời có mùi bánh mì mình pháp mình đứng hít được tuyệt vời quý vị nha. Mỗi vị biết không, tôi mò rồi không biết sao cái khói đi vòng á, mới nào cách đây 50 năm mà tôi nghe cái mùi bánh ra tôi giống như mình đến mình thưởng thức, giống như mà cái cảnh mà mình nó mô Phật đó là giống như mà nó làm cho mình cái thần kinh mình sảng khoái lắm, không ăn hả đây hiểu không, không ăn mà nghe mùi thôi, cái mình mới thực nhớ mình nó bộ mình hương linh nghe mùi ta. Tôi nói cho vui vậy thôi nha, nhưng mà mỗi cái ý tôi muốn nói đây đó, là thưa bà đại chúng, tôi kể cái chuyện đó đó là ở trong giới đó, ví dụ như người tử mà có năm giới, nhưng mà năm giới mình chưa giữ hết đó, là có những người đã giữ giới rất là tinh tấn với giới sắc sanh. Đại chúng hiểu tôi thưa không? Người ta ai mà rủ đến cái giới sắc sanh đó là người ta nói lời chia tay liền, người ta rất có phước báo đó. Nó giống như cái mùi mà nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái, phải không? Bởi vì qua pháp buồn lắm quý vị, trời nó mưa mà tôi nói
đi tìm được nó mùi hương vị bánh là tôi nói chúng mày mình gặp được á. Hễ tôi nói nha, nói vậy hả? Không, ấy là thầy nói bản thân thầy nói cái ấy mà trong cái pháp mình thấy cái đó. Rồi cái giới, ví dụ cái giới trộm cắp, ví dụ như quý vị có những người không bao giờ dám nghĩ đó, nhưng có những người thấy là lấy. Tại giống tôi đang nói về tinh thần giới mà cái lục căn của mình nó tác với cái trần á, mà nó có hai cái chuyện quý vị biết không, cái tăng bất thiền mà thiền. Nhưng mà để chúng mà khi mà có tu tập á, để chúng mình nghĩ như thế này nè, một việc xảy ra luôn luôn có nhân và quả. Mà nếu như hiện tại này nè, để chúng tôi nói này đang cái này là pháp chứ không phải. Nếu như hiện tại này một là nhân, hai là do tiền nghiệp, tại chúng hiểu không? Là nếu như mà một đó là mình thấy mình nó ô tại sao tôi khổ, thật sự là một là cái nhân mình gieo trong cái hiện tại này, còn không là cái tiền nghiệp dứt khoát chứ không có đường nào chạy ra. Ai nói điều đó? Ai nói? Đức Phật nói điều đó. À, mà tôi nhớ là tôi dạy cái quả bình sinh và cái nghiệp bình sinh, cái tâm hữu phần ở trong cái lớp này mà là không chú ý bài thi được trước tôi có nói cái. Ok, thì ngay cái chỗ đó hàng ngày của mình cái tâm thiện, cái tâm thiện này. Mà cái tâm thiện này mà có trí bỏ vô nữa đó là quý vị giống như một quả tiễn mà có bóp phát và đi lên liền, thấy không? Mà còn cái mà bất thiện mà bỏ cái tâm mà phiền não vô nữa nó đi xuống nhanh quý vị ha. Cho nên tôi nhắc cái chỗ này để chúng hay nè, mình đang sống cái này nè, ở trong cõi dục giới nè, cũng hai người. Một cái người phiền não đến á là giống như một thoáng thôi, là giống nghe kể cái chỗ nào. Nhưng cũng người ở kế bên mình phiền não đến ở biết à. Có không? Ở thì có không nè, có. Tôi ở trong cảnh giới nó tôi biết mà, ai nói không là cái người đó không có thực hành. Tôi đã đi qua hết rồi, hiểu chưa? Nhưng mà muốn mà đi nhanh á là phải có pháp, muốn mà đi nhanh là phải có giới, à, là nó ra nhanh lắm. Còn không có giới là nó cứ giữ miết, nó giữ miết trong lòng của mình. Cho nên nó Nguyễn Du nói cái câu mà người buồn cái gì, yeah, nhìn cái mặt là biết rồi. Để nói phẩm mà sao là bắt. Tôi nói với vị là đọc á, nói tôi nhắc cái chỗ này nè. Quý vị mà nếu như mà nói đến ngày Xá Lợi Phất á, thì quý vị phải nhớ đến cái gì? Dạ. Mà tôi nhắc cái này á, để chúng là phải tác cái ý chỗ này. Phải tác cái ý này, nhìn cái chỗ này nè. Ở trong kinh Bắc Truyền á, nó có cái huyền thoại Di Ma Cật. Ngọc Di Ma Cật là một cư sĩ thôi. Để chúng hiểu tôi nói cái chỗ đó không? Để chúng nói tôi hiểu không? Để tôi nghe cho kỹ nha. Tôi nói cái này tôi không có phản bác, nhưng mà tôi chỉ nhắc, tôi chỉ chia sẻ bằng cái sự suy nghĩ thôi. À, tôi không biết lý do nào nó có cái bản kinh đó. Nhưng mà khi tôi đọc trong chánh tạng mà tôi thấy mà Ngài Xá Lợi Phất đó là trên Phật dưới Ngài thôi. Để chúng có công nhận cái điều đó không ạ? Đúng không? Yep. Ai không bằng lòng thì ráng mà chịu. Chứ tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà trong nếu như nói trong kinh Di Đà là cái nói Xá Lợi Phất không thôi, nhưng mà thật sự đó là tôi chỉ nhắc đến đó thôi, chứ tôi không nói sâu nữa thì nó quý vị nó càng gian. Nhưng mà đối với một vị đại trí thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất đó là trên Phật dưới Ngài. Mà đối với đức một vị chánh đẳng giác Đức Bổn Sư mình là 33 la mật. Và tu về một vị chánh đẳng giác là 24 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp về trí tuệ, 8 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp về tự nhiên tôi quên vậy ta, tôi không ghi rồi. Trí tuệ không, 16 a tăng kỳ, 16 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp về tinh tấn, phải không? Tự nhiên tôi quên cái ở giữa hè, 8 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp về cái gì cô vậy? À, niềm tin. Tự nhiên tôi lại quên, có vị biết không? Mà trong khi á, trong khi Ngài Xá Lợi Phất là bậc đại đệ tử của Đức Thế Tôn, cho nên trí tuệ
trên Đức Thế Tôn dưới Ngài Sa Lợi Phất thôi. Mà trong giới, tôi đang nói chữ giới nghe, nếu một người cư sĩ mà chưa có đạo và quả mà đụng đến một bà đại thanh văn, có phước hay không có phước quý vị? Chê bai có phước hay không có phước? Dạ, yeah. Chúng để ý cái chỗ đó nghe. Cho nên khi mình đọc á, có thể một vì lý do gì đó tôi không biết, nhưng mà khi thấy cái đó để chúng mình để ý cái đó. Cho nên có những cái tôi nói ví dụ như cá nhân tôi, tôi chịu trách nhiệm nè. Vì hôm nay tôi nói cá nhân tôi chịu trách nhiệm. Ví dụ như tôi sống sao nó bình yên lắm, mà nó không bao giờ nó đem làm phiền não cho người khác. Đơn giản là đó là cá tính của tôi. Tôi không đem phiền cho ai trơn á. Mà nếu như tôi gặp một cái người á mà ở trong này nè, nó bị một cái chuyện gì đó, là tôi luôn tôi nghĩ bước ra khỏi cửa là người nó thay đổi hết. Cái ý niệm của tôi như vậy. Tôi nói thánh phàm á, nó chỉ nhất thời. Nếu như hôm nay người tôi hiểu à, cái tiền nghiệp người ta có thể ở trong cái nhà này ta bị, nhưng ta bước ra khỏi cái nhà nó hết rồi. Để chúng hiểu tôi thôi chứ không. Cho nên tôi ít khi nào mà làm phiền ai lắm. Tôi không phải là tự xưng, nhưng mà tôi tập từ hồi nhỏ đến giờ. Tôi tập. Hồi nãy quý vị thấy tôi bước qua đến đây tôi quay ra, quý vị biết cái điều gì không? Làm sao tôi biết được điều đó? Làm sao tôi biết được điều đó? Yes. Hiểu tôi muốn nói ra đây không? Đó là mình phải tập cho mình. Đó là một sự exercise cho chính bản thân mình. Tôi không phải là tự giới thiệu mình, nhưng mà tôi nhắc quý vị là nếu như cái điều đó tôi làm tốt thì quý vị cứ thấy mà làm thôi. Đúng không? Bởi vì tôi nói rằng là ví dụ như bản thân tôi, tại sao tôi không phải tự đặt cái đó ra cái điều đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó tiện cho mình dễ hơn. Và nó có thể là mình khéo chút xíu để cho cái tâm mình nó khỏi bị cầu cử. Bởi vì khi tôi mang đây mình, tôi ngồi lên đây nó trở thành thói quen mà tôi lâu nay rồi, mình dính vô nữa là nó trầu cử hoài à. Hiểu nó không? Tôi sọc cái chân của đôi dép tôi là tự tính trầu cử. Mình trầu cử nó nằm trong năm cái gì? Năm triền cái. Mà nếu như năm triền cái nó không có giải quyết được thì nó có định không? Yeah, để chúng hiểu thôi chứ không à, phải cố gắng cái chỗ đó nghe. Cho nên nói về Ngài Sa Lợi Phất. Một thời tôn giả Satiputta trú tại Samathi Seta tại vườn ông Anathapindika. Bây giờ tôn giả Satiputta với bài pháp thoại đang tiên thiết khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỳ kheo với lời nói lịch sự thông suốt, không có phiền phào thèo phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch. Và các tỳ kheo hãy chú ý chú tâm tập trung tận lực lắng nghe pháp. Tôi nói mà trong chú giải hay là trong tất cả cái nói về cuộc đời Đức Ngài Sa Lợi Phất á, nếu tôi nói chỗ này nè, để chúng đừng có mở sách đâu, đừng tôi nghe tôi đọc và tôi nói, để chúng phải nhớ trong những vị thánh tăng của mình đó. Ngài Sa Lợi Phất mất trước Đức Thế Tôn, rồi sau khi Đức Thế Tôn. Dạ. Mất trong hoàn cảnh nào? Tôi nói cái này quý vị nhớ nha. Có thể trong tiền kiếp, đúng không? Quý vị đã từng ngồi với Ngài Sa Lợi Phất rồi sao? Hiểu tôi muốn nói không? Mà do vì mình không có chánh niệm, mình ở gần thiền trí thức, mà mình coi thiền trí thức bằng gì? Bằng anh. Mà ai nói chứ tôi nói. Đó, ngày gần Phật kêu Phật bằng gì? Dạ, tôi nói ấy vậy đó. Okay. Nhưng mà Ngài Sa Lợi Phất tôi đọc trong tất cả các kinh nha, mà tôi có một niềm đam mê. Tôi nói tôi xin lỗi quý vị, tôi đam mê luôn á, mà nó nhiều khi tôi không biết tôi có bị tà kiến không nữa. Nhưng mà tôi thấy những vị thánh tăng mà có trí tuệ là tự nhiên tôi cứ mơ tưởng là tôi ước mơ một ngày tôi từ ngữ thiết rồi nơi kia là người sống á, tôi thấy rồi đó, là bản thân tôi học theo đó. Còn những vị mà thánh tăng đó là cái hành nguyện đó, là tôi nói tôi mơ ước á. À, tôi cứ lủi thủi tôi phát nguyện tôi làm cái chuyện gì đó là tôi cũng nghĩ đến pháp á. À, tôi nói cái ấy nha. Cho nên tại sao như vậy? Có nghĩa là quý vị học những vị thánh tăng mà thời Đức Phật á, ví dụ như là ngày anh ngày có cái mặt hạnh gì, ngày một kiền liên ngày có cái gì ngon nhất, đúng không? Mà ngày anh nào đa la đó ngày có cái gì đặc biệt nhất, đúng không? Ngày Sa Lợi Phất có cái gì gọi là thường thủ nhất, để chúng hiểu tôi thưa không? Ngày cả Diếp có một cái mặt hạnh gì mà thế gian này không có người thứ hai. Đạo đà với cái gì? Quý vị nghe cái đó là nó nghe đến đó là quý vị là tôi chưa hiểu hết không? Chưa hiểu hết đó. Mình không hiểu tôi đúng không? Mà mình không có một cái nguyện nào đi theo giáo chân của Ngài thì mình đi theo giáo chân của Bậc Thánh mà mình không đi sao? Mình đi bằng đôi chân của phàm phu không à?
mình dẫm lên hoàn toàn trong gai và phiền não không à, mình dẫm lên cái vết nhơ của vô minh để mình đi không à. Hỏi đến xá lợi Phật, mình không biết xá lợi Phật có cái gì. Hỏi đến xá trí liên thông thiết phu na, mình không hiểu đến ngay một liền có đặc biệt gì. A nậu đa la, thấy không? Mà mình đây mình không nhớ đến bậc thánh tăng đó có cái gì. Cho nên tôi nhớ, tôi nhắc mấy đại chúng đặc biệt là tu xuất gia nha, mình phải cố gắng, mình có cái nguyện để thấy cả đó. Mình thấy cả đó rồi mình mới thấy được pháp. Còn mà nếu như mình cứ bập bẹ không chịu học, mình nghe cái người nói, cái người dịch này đó, mình tưởng đó là thật đó, là phải coi lại, phải coi lại, hiểu không? Ví dụ như tôi nói ví dụ như ngày xác lợi Phật đi, tôi kể một cái câu chuyện mà tôi đọc ở trong này và tôi thấy ngày xác lợi Phật nói về trí đó, là trên Phật dưới ngài, thấy không? Là khi mình nói về trí đó, là nói về tam minh lục thông á, thì ngày xác lợi Phật có bằng Đức Phật không? Bởi vì ngài xác lợi Phật là cái gì? Cái gì thanh văn? Đại thanh văn, trí thượng thanh văn đó, cao nhất trong hàng thanh văn đó. Mà cao nhất trong hàng thanh văn thì thấy được bao nhiêu kiếp? Thấy được bao nhiêu kiếp? Để giống hiểu tôi nói cái đó không? Để chúng đâu biết đâu. Tôi hỏi nè, con người mình đi mấy hướng? Bao nhiêu hướng? Bao nhiêu? Tôi nói rồi, bao nhiêu? Đấy. Hả? Bao nhiêu hướng? Hướng nào? Ai nói 10? Ai nói 10 giờ tay lên? 10 ta thành Phật rồi. Hả? Yes. Nói chừng đó là tôi biết vô nhớ. Thấy không? Nói chừng đó là tôi biết vô nhớ. Còn cái người kia nói vậy là không có nhớ tôi nói rồi. Thấy không? Đúng rồi. À, tôi nói rồi, tôi nói cách đây cũng mấy tháng rồi. Thì ngài chắc là bắt có một cái chuyện, ngài được chắc có một người đệ tử. Thì ngài hướng dẫn tu, nhưng mà vị ấy tu không có chứng được quả A La Hán. Cho nên đó là cái pháp của ngài chắc là phát bậc trí mà ông này đó là ngài chắc là phát hướng dẫn ông này, ông tu quán bất tịnh, giống như không? Nhưng mà tu không đến đó thôi, không phải đạt của A La Hán vô sanh được. Thì tôi đọc qua tôi thấy là ngày sau là phát mà vô bạch Đức Thế Tôn, hay chúng mình cha với con vậy đó, không làm không được. Đức cha ơi, cha có cách nào cha làm chỉ giùm con đi. Một quý vị thấy kinh khủng không? Một trên Đức Phật mà dưới là mình đó, mà khi nói nó vẫn có cái sự cung kính mà mọi những cái việc như vậy, quý vị thấy kinh khủng không? Tôi đọc nó là mình không nguyện theo ngài thì nguyện theo ai đấy? Quý vị hiểu thưa cái đó không? Đó, xong xuôi Đức Phật mới mời đi cúng gia tăng một nhà cư sĩ, xong xuôi đã ăn uống no nê, Đức Phật mới dẫn cái vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất về cái thiền thất ở Kỳ Viên ở chơi với ngài, nói chuyện xong xuôi, Đức Phật mới dẫn ra cái hồ sen, đó là để ngài ngồi nó thưởng thức, giáo thoảng đông đưa, nhìn em về mới thấy kỹ sao, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Thả hồn thêm mấy gió không? Đức Phật ngồi trong thiền thất, cái nào dùng cái thần thông á, mấy cánh sen rơi rụng, tà sen ngõ vào, không ngồi không tu đâu, không chứng quả là ha. Cái điều đó quý vị nhận là điều gì không? Nghe kể vậy chứ đâu có biết gì đâu không? Nhưng mà cái điều là Đức Phật thấy cái tiền kiếp của ông này, ông là cái người như thế nào, không kiếp của ông hiện tại đúng không? Ngài sợ là Phật không thấy cái đó đó. Tôi nói giữa cái trí của bậc chánh đẳng giác và bậc A-la-hán chứ thượng anh văn, người thấy nó khác nhau. Ok, Đức Phật thấy ông là thợ vàng, thợ làm mấy. Cho nên Đức Phật chỉ có pháp vô gì? Lá rụng, hay áo màu, pháp vô gì? Còn ngày sau là pháp trị pháp gì? Hiểu không? Bất tịnh nó khác mà tử thi nó khác. Đừng nên nói lộn xộn cái chuyện đó. Ví dụ như mà ai mà nó quán bất tịnh mới nhìn cái mặt tôi là bổ đảm nó chứng liền, hiểu không? Nhìn cái mặt tôi chứng liền, thấy cái mặt tôi là kiểu như là một đống vi trùng ở trong đó,
là nó đem nó tự nhiên nó đem nó chứng liền này. Còn mà nó quá mà nó thấy như cô này ha, chị Hiếu là bộ đảm là nó không tu được, bởi vì là tiên nữ coi trời xuống mấy không làm sao tịnh được. Cho nên các ý tôi muốn nói khi pháp đi vô nó cái tâm anh khởi gì lên là có phải pháp để đối, thấy không? Muốn bỏ tâm sân thì phải tu pháp gì? Vết bữa nào về lấy cái bản kinh người tối thắng ra mà đọc đi, cái pháp tu của Đức Phật như thế nào, mà mình phải thấy cái đó cho rõ, ok? Đó thì các bạn ngày sau là phát như vậy đó. Nhưng mà cái chỗ mà ngài Xá Lợi Phất cái chỗ này mới quan trọng nè, quý vị ghi cái câu là thiền xảo đạo phi đạo. Rồi tôn giả, nó là thiền xảo đạo phi đạo nghe. Rồi tôn giả qua ghi sát suy nghĩ, tôn giả Sariputta với bài pháp thoại đang tiên thiết khích lệ ra pháp. Rồi tôn giả Quá Xá từ chỗ ngồi đứng dậy đáp ý thường và một bên chắp tay hướng về tôn giả Xá Lợi Phất và nói với tôn giả Xá Lợi Phất: hiền giả Xá Lợi Phất, một vấn đề đến với tôi. Hiền giả Sariputta, một vấn đề đến với tôi, mong rằng giả Quá Xá nói lên lời. Rồi tôn giả Quá Xá trước mặt tôn giả Sariputta nói lên những lời kệ thắng thắng đáng. Có nghĩa là Sati nó là Phút Tán thì cái là cái tên của người mẹ đó nha. Tôi không có giải thích cái chuyện đó đâu, nhưng mà dịch ra là Xá Lợi Phất thôi, không dài dòng cái chuyện đó. Trí tuệ thâm trí giải, thiền xảo đạo phi đạo, ngài Sati Phút Tá là bậc đại trí tuệ. Chứ là ngài qua khi xá tán thán ngài Xá Lợi Phất đó, chính ngài đang thuyết pháp cho các quý tỳ kheo, ngài giảng cách tóm tắt, ngài cũng thuyết rộng rãi như âm thanh vi diệu của loài chim sa ly. Ở bên Ấn Độ nó có một loài chim á, mà khi nó cất tiếng lên, quý vị biết không, là quý vị nghe cũng giống như cái mùi mà bánh mà tôi ghiền vậy đó. Tôi nói thẳng là tôi ăn ít lắm, nhưng mà khi tôi nghe cái mùi thơm của bánh, hình như là chắc có lẽ trong cái tiền kiếp tôi cũng là bị đói sao đó, mà tôi nghe cái mùi bánh là tự nhiên nó thích ngửi. Còn mà tôi nói quý vị là tôi đi tu á, mà ngày xưa tôi còn nhỏ đó, tôi không mà kể là cái cảm xúc của tôi đó. Mà nghe tiếng chuông chùa mà đánh nó, quý vị biết là ở quê mà cái tiếng chuông chùa mà đạo chung á, mà khi nó giọng bon một cái là cái luồng xương sống tôi nó giống như một cái luồng điện mà nó chạy cho nó lên xuống, mà tôi không được ăn cơm chùa, có nghĩa là không bao giờ ngày nào tôi được bình yên. Cái nó là cái đó, cái của tôi đó là bằng mọi giá tôi phải đến chùa. Mà chú quê tôi làng mà quý vị, mà tôi nói quý vị là đến ăn cơm chùa không phải như bây giờ đâu. Ngày xưa là muốn đi thọ bát là phải đùm gạo theo, mà mình mà muốn mà nên ăn được cơm chùa đó, mình phải đứng xa chờ người ta thọ bát ăn dư mình mới được ăn, phải bà nhà bếp mới cho ăn. Đó là tôi nhớ tôi từ nhỏ. Nhưng mà tôi nghe tiếng chuông chùa mà nhưng cái bon một cái á, là tự nhiên cái trong con người của tôi nhiễm y một cái sự hối thúc. Đó là tôi nói cái chuyện mà mỗi người nó có mạnh cái gì và nó thích cái gì, nó thích thiền hay thích bất thiền. Cho nên để chúng mà khi thấy mình có cái duyên đó đó là mình phải cố gắng lên. Cũng như ví dụ như hàng tôi nói nè, khi quý vị mà đọc một bài kinh Phật cú á, mà quý vị thấy trong con người quý vị có pháp để thực hành liền, hãy đọc được một câu kinh nào đó có pháp mình thực hành liền, thì quý vị có duyên với pháp. Còn khi quý vị mới như mình đọc một câu kinh đó mà mình không thấy cái điều đó, đó nó làm cho mình rất là mệt mỏi, mà mình cầm cái cuốn sách là mình thấy nó mệt lắm. Anh Thanh Tý mở cái cửa chút nha. Lời ngài giảng tuôn trào, tiếng ngài nghe ngọn liệt, với giọng điệu ái riêng êm tai và mỹ diệu, chúng lắng tai nghe pháp tâm phấn khởi hoan hỷ. Này các vị tỳ kheo, có nghĩa là nhà Xá Lợi Phất ngài có phước đó, có nghĩa là đã là A La Hán rồi, là phước báo đầy đủ lắm quý vị, nhưng mà không bằng vị chánh đẳng giác thôi. Chứ mà khi mà khởi không, quý ngài không có khởi, nhưng tự nhiên phước báo đến, là ví dụ như là khi quý ngài tôi ví dụ dễ hiểu thôi, cái tác ý của quý ngài như thế nào á là cái đó đi theo cái đó, quý vị hiểu. Tôi dùng cái từ tác ý thôi, nhưng mà A La Hán thì không có thể tác ý được, quý vị hiểu tôi không, bằng thiền pháp hết tất cả đó. Còn mà khi mà những vị A La Hán đó là trời người kính phục, tiên thánh mến vị, có nghĩa là chư thiên người ta thấy những vị đó
người ta dục. Rồi này giống như không? Ví dụ như tôi kể một cái chuyện mà ngài Xá Lợi Phất có một Kiền Liên á, mà khi ngài Xá Lợi Phất ngài bị bệnh đó nha, mà đau đớn lắm, và cái xác thân này là vẫn bị bình thường mà, thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất là hai huynh đệ đang tâm sự nhau mà, ngài Xá Lợi Phất là nó chỉ có cái thuốc đó đó là cái người Phật tử á, là nó cúng cái thịt đem về nấu nó hết. Nhà quý vị biết không, ông Mục Kiền Liên ông nghe ông sư huynh ông bệnh như vậy đó, buổi sáng ông đi khất thực liền, mà ông Mục Kiền Liên á là ngày cái thằng thâm lợi nhất mà, ông ra ông khất thực là bắt đầu người ta là đem thuốc đến cúng liền, bắt đầu cái ngày Mục Liên đem mà dâng lên cho ngày Xá Lợi Phất, ngày Phật ông nhận. Bắt đầu ngày Mục hỏi gì đó, nó là đem qua ta và ngươi nói chuyện á, ta nói là huynh nó nghe chư thiên nó nghe tới dục của người nói, cho nên đó mình có tác cái ý đó, quý vị hiểu thưa chứ không? Cho nên nó tại sao mà quý vị bữa hổm học quá là Đức Phật có những cái điều là sinh ra từ gốc cây, thành đạo gốc cây và nhập niết bàn gốc cây, chư Phật đều như vậy. Mà cái ý nghĩa đó như thế nào, báo cho chư thiên và là người biết được trong thế gian này có những vị thánh nhân như vậy, chứ không ở trong nhà, để chúng hiểu tôi nó không có mái che đó, mà nhớ cái đó. Cho nên mà quý vị biết mà Đức Phật mà bây giờ ta ăn phước Đức Phật lớn, Đức Phật mà khi tu mà dưới gốc ấy là con trời mưa là con xà nó lên che mưa đó, quý vị thấy cái hình ảnh đó là sự thật đó chứ không phải không đâu nhá, chứ đừng có nghĩ thằng thông mà kiểu như tuổi thơ như tôi là cây đa bà chú chữ cừu. Cho nên nó quý vị để ý cái chuyện đó, thì ngài Xá Lợi Phất á là nói cái chỗ mà đạo phi đạo á, là quý vị phải nhớ cái chỗ là ở trong quý vị ghi câu này nè, ở trong cái thanh tịnh đạo luận á, nhớ đạo phi đạo tri kiến tịnh. Tôi nhớ trong cái gì mà có dùng cái từ là đạo phi đạo, đạo phi đạo phi thường đạo, phải không ta? Phải không, có cái đó không? Có hình như có không? Đạo phi đạo tri kiến đạo nha. Có nghĩa là nói như vậy, nó quay lại cái ngài Xá Lợi Phất á, là dĩ nhiên là đạo phi đạo của ngài Xá Lợi Phất rất là rộng, gấp triệu lần so với những cái người khác. Lẽ ra là mình phải biết được cái ngài Xá Lợi Phất đó là cái trí của ngài, mà trên thế gian này là người ngoài Đức Phật ra thì không ai bì được. Bởi vì phải nhớ đó, đó. Mà chính tôi cũng nói nhắc là chính trong cuộc đời Đức Phật là về độ mẹ của ngài, để rồi ngài tịch ở quê đó. Mà nếu như sao nào quý vị mà nếu như học vô tỷ pháp học lên nữa đó, chính cái vô tỷ pháp là A Tỳ Đàm, nhưng mà A Tỳ Đàm thì nó không có rốt ráo đâu, thấy không? Nhưng mà chính cái vô tỷ pháp đó là ngài Xá Lợi Phất viết lại khi lên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn chỉ nói hai cái này thôi, chỉ nói hai cái đó trong tiếng Bali và cái đó, mà bảy quyển, ở trong đó là có quyển thứ bảy là thâm thẳm chiều trôi. Mà quý vị muốn học Phật pháp đó, là 12 duyên, 24 duyên hệ phải nắm cho vững. Tôi nhắc đi nhắc lại cái đó, mà quý vị không nắm 12 duyên, 24 duyên hệ uổng đâu. Mà không học cái đó là cuộc đời tôi nói thẳng là mình học Phật pháp mình khó mà vượt qua người cuốn cửa ấy lắm. Ví dụ một cái như mình làm việc có một người mà nó không có bàn lòng là mình biết nó không có gì duyên với nhau. No, trong 24 duyên hệ tôi đang nói trong 24 duyên hệ nó như thế nào với nhau, không có tương, yeah. Mình phải biết đó. Mà nếu như mình làm với một cái người nào đó, phải không, mà không có gieo cái duyên thiền cho mình thì cái đó là cái gì duyên hả? Bảo vệ phải không? Mà nếu như mà mình không hiểu cái tiền sinh duyên đó, thì có nghĩa là mình làm sao mình biết cái người trong đó, trong quá khứ nó biết phải chống hiểu từ từ. Ví dụ như người có duyên đó, dù ở đâu xa xôi ngàn dặm chăng nữa, nhưng tự nhiên quýt sáo là sao?
Còn kế bên chùa tôi đừng nói chuyện sâu xa, ở trước chùa tôi có con người Phật tử mà không đi chùa ở đó à, mà ta đi ở đâu á, bữa nó vô gặp tôi xin đồ ăn, nó có trong chùa ăn, nó ăn ngon quá, nhưng mà nó mình hỏi thăm ở đâu, nó còn ở trước chùa thầy nè, nhưng mà không muốn bước chùa, chỉ cái ngày ăn chay là đi vô thôi. Còn tôi nói thiệt, nó cũng là một cái đó, bởi vì vô chùa tôi là ngày thứ bảy tôi bắt ngồi thiền, không dám vô. Thứ bảy là tôi bắt ngồi thiền, người tôi không biết cái gì hỏi, tôi bắt tôi không có, tôi nói là chủ nhật ra tôi dành cho cái văn hóa tâm linh, có nghĩa là ông bà, nhưng thứ bảy phải ngồi tu. Suốt như vậy, không biết gì hỏi, tôi sẵn sàng tôi trả lời, nói vậy thôi. Cho nên đó là quý vị để ý cái chỗ là cái phước báo mà cái công hạnh của ngài Xá Lợi Phất á, là quý vị phải nói đó là làm sao mà gây cái chỗ này nè. Bước một, ngài Xá Lợi Phất á, bước một, phân biệt tốt và xấu để lánh ác chọn thiện. Quý vị thấy không? Tôi nói cái chỗ này nè. Phân biệt ác, phải không? Phân biệt xấu tốt và xấu tốt là gì? Tốt là tốt, tốt là thiện, xấu là gì? Bất thiện. Để bước, để chọn cái thiện. Bước hai, cái chữ mà giờ thích đạo phi đạo á, phi thường đạo á, phải không? Đạo phi đạo nè. Bước hai, ghi đi chị Diệu Liên, không ghi tôi đọc đi mà. Cái chỗ mà đạo phi đạo á là cái bước đi của mình như thế nào để thành công, không ghi là ổn lắm đó. Muốn làm cái bánh trước phải chuẩn bị bột và đường và gì nữa nữa, cái bánh nó yêu cầu cái gì là mình phải chuẩn bị hết, hiểu không? Mà cái bánh nó muốn ngon hay không ngon á là cái trạng thái tâm của mình phải như thế thế nào. Còn mình làm bằng cái tâm sân nhiều thì cái bánh nó sao, nó cháy, hiểu không? Mà không chịu gây vô. Bước một là phân biệt tốt xấu để chọn thiện. Bước hai, khi giữ cái thiện rồi phải xem xét hoàn cảnh nào nên hay không nên. Bước ba, tôi xin lỗi nha, tại vì mấy cô cũng viết chậm quá, nhưng mà nhớ những cái điều tôi viết, cố gắng về tôi đọc, tôi đem tôi ghi ra nhớ về, cố gắng phục lòng. Bước hai rồi phải không? Bước ba là trao dồi, trao chút, sửa soạn, chọn lựa, đúng không? Phân biệt, so sánh. Tôi nói vậy từ nào quý vị ghi cũng được hết trơn á, miễn là mình thấy được á, hiểu tôi nói không? Trong những cái nên thì phân biệt cái nào tốt hơn. Cũng như quý vị, ví dụ thấy cái nào thương và cái nào không, cái nào thích và cái nào không, cái nào ghét và cái nào đáng không ghét, cái nào thương và cái nào không đáng, không thương. Để chúng hiểu cái điều đó không, những cái bước đó, nhưng mà cuối cùng nó vẫn làm hai chữ. Tôi nhắc cái đó ra, con người mình muốn có cái an vui, muốn có hạnh phúc, muốn cái an là muốn sống lâu sắc tốt yên vui sức mạnh và trí tuệ, thì vẫn có chọn hai cái này, ha. Nguyện đến cho người cùng thân bằng quyến thuộc, ha. Được lợi ích an, an vui, ít bệnh và cũng không có thuộc bài kinh đó à? Nãy ngồi ngủ gục không à? Hôm nay tôi dậy dở quá nên chị Đồng Hiếu chị ngủ. Thằng đó. Chị ngủ 4 lần, chị gục 4 lần. Tôi ngồi đây, cái chân tôi nó giật mà nó rung luôn mà không có được. Đâu có, trước khi đó là chị ngủ. Cho nên hôm nay tôi dài dở quá nên ngủ. Xong chưa chị Liên, gây chưa? Rồi phải không? Ok. Phân biệt tốt hay xấu để chọn thiện. Rồi đại chúng nhớ nè, khi các pháp hiện lên đối với bản thân mình, thiện hay là bất thiện, đúng không ạ? Mà nhiệt tâm hành thiện định, vì ấy đứng an trú như ánh sáng mặt trời chói rạng khắp hư không, nhân duyên cảnh duyên tương ưng duyên bất thiện. Có nghĩa là một cái chuyện đó
mà mình hiểu, mình nắm được 12 duyên, 24 duyên hệ, mình thấy cái đó nằm trong duyên nào, thì nó sẽ dẫn dắt mình đi theo con đường thiện hay bất thiện. Quý vị đừng nhớ cho nhiều, chỉ nhớ hai cái thôi. Khi chuẩn bị suy nghĩ và thò cánh tay làm, cái miệng nói, thì mình biết mình đang ở trong cái nào. Chừng đó thôi. Thấy chưa? Mình không có ông Phật nào mà đưa tay rước mình hết á. Hiểu không? Nếu mình làm ác, nếu như mình bất thiện, không ai cứu mình đâu. Tôi nói thẳng như vậy. Nói thì nó đụng chạm lắm đúng không? Thấy không? Nhưng mà nếu quý vị mà làm việc đúng, giữ giới đúng, là chư thiên xuống rước, không chư thiên xuống quỳ hai hàng luôn nữa, tiên nữ xuống rước về, nhất lòng thánh trí mà ông về liền, rước liền nè, cung trời nó nói không, lên liền, bởi vì ở duy nhất ở trong lớp có ba ông đàn ông không mà, tôi không nói sầu đâu, không, có nghĩa là khi mình có giữ giới chư thiên quan hệ, để giống hiểu tôi không, mà mình làm thiền á là người ta nói là cung trời của người ta sẽ có một vị thánh thiện, để giống hiểu tôi chưa không? Còn mình nếu mình làm bất thiện là xin lỗi, nếu một người mà làm không tốt, không giữ giới, mình gặp nhau mình muốn gặp không quý vị, đúng không? Một người mình nói lời không thật đi, mình gặp nhau mình hỏi người ta thì mình đem được cái gì lợi ích cho mình, hiểu tôi chưa không? Đó là để giống đây, để giống mà ngậm mà giới đó, thứ nhất không sát sanh. Quý vị gần cái người mà sát sanh đó, mà viết tay, viết đồ mà không gấm tay đó, từ cái loại sinh vật thôi, chứ đừng, tôi không dám nói là người sinh vật đó. Quý nghĩ là mình có bị lây không? Chắc tâm mình có bị lây nha. Tại tôi chú ý mấy đứa nhỏ mình Việt Nam đó, mà nó ở cái vùng xa biên địa đó nghe, là nó giết con gà, con ấy này kia, nó không gấm tay. Mà mấy đứa nhỏ bên mình nó xin lỗi, có con gì chút quýu kìa nè, nó nhảy cho mình mà bể cái chùa luôn nữa ra, tôi nói hiểu không? À, tôi nói cái đó, à, cái trộm cắp mà nó xin lỗi bên này nữa, quý vị biết không? Mà mấy đứa nhỏ nó đầy đủ quá rồi, một cái đầy đủ thì nó ăn cắp cũng được, quý vị không? Còn mà nếu như quý vị đi xa khỏi thế giới này, quý vị, tôi không nói xấu đâu, nhưng cái môi trường nó sẽ tạo ra, kể cả môi trường Ấn Độ nữa nghe quý vị, đừng có giỡn chơi đâu nghe. À, đâu, còn cái bởi vì tôi nói là trong cái giới bên Mỹ thì cái giới nặng nhất, tôi biết cái giới gì không? Đúng không quý vị? Nó đúng không? Đó, để ý đó. Cho nên đó là cố gắng là mình phải giữ giới đó, thì cái phước báo của cái miệng của mình nó thơm được. Có nghĩa là miệng ta là cánh hoa sen, mình nói lời chân thật ngữ, nãy có ghi đó, mình nói lời nó không đàm phiếm, không đâm thọc, không làm cho người khổ đau. Có sao nói vậy? Mà cảm thấy mình nó không khôn, không khéo đó, thì mình cứ làm thinh thôi, thấy không? Mình niệm pháp thôi, chứ mắc gì đâu mình phải sợ. Đó tôi nói nha. Còn trong gia đình ví dụ như mình có bốn năm người, mình nói là ái ngữ, thì mình phải làm sao biết là cố gắng đó, mình tu tập á, bữa ít bữa mình sẽ học được cái bài là tam minh lục thông như thế nào, tôi sẽ nói rõ cái đó ra, mình đi cái đó mình sẽ thấy được cái người mình an lạc đó. Chúc quý vị phước báo này, nguyện cúng dường lên cho mười phương chư Phật pháp và thánh hiền tăng. Và tôi cũng xin thưa với đại chúng rằng là cho tôi một phút là có thể không biết bữa nay ngày mấy ra, ngày bảy à, bởi vì bốn có thể là tuần sau không biết tôi có dạy được không, tôi sẽ thưa với thầy giám viện, bởi vì tôi đi có việc Phật sự chút, cho nên đó là tôi sẽ báo sao, mà nếu như không ấy là bữa sau mình học mấy cái bài kinh tiếp để chúng hồi hướng nghe.